Rồi mình rất vui khi gặp lại anh em trên cái Sửa Xe Hùng Hoàng channel của mình. Thì hôm nay á là mình cũng chưa đi làm nữa, thì bữa giờ đó là cũng có gắn những cái bình xăng cho những cái dòng xe phổ thông. Thấy không? Thì mình có chia sẻ nhỏ với anh em thôi. Cái phòng này nhiều gấu quá nha. Phòng này bao gấu luôn á, khoảng mười mấy con gấu á. Muốn bự nhỏ gì cũng có hết. Rồi. Thì như thế này, thì cái dòng xe phổ thông á là người ta bây giờ là dù sao là cũng chạy nhiều hơn những xe mà phân khối lớn. Thì dòng xe phổ thông là mình đại khái là quay 100, 110, 125 hay là cúp đồ 70 rồi 90, 100 gì 125, 150. Thì mình chọn bình xăng như thế nào? Thì bây giờ cái xu hướng của anh em á, bình xăng zin thì anh em hư rồi, anh em muốn mua cái bình xăng thì thường thường á trên cái thị trường có rất là nhiều bình xăng cho anh em lựa chọn: bình xăng ga dẹp, bình xăng ga dù, bình xăng tăng tốc, bình xăng ga tam giác, tá lả bình xăng. Cái điều đó là như vậy ha. Rồi thì mình sẽ nói thêm với anh em. Rồi trước khi mà tiếp nữa thì mình giới thiệu tiện một cái nha, anh em thông cảm ha. Rồi rồi thì khi mà anh em muốn chọn cái bình xăng, ví dụ anh em chọn bình Santa, bình Mã Lai, bình Indo, rồi bình Myanmar gì mà nó không cần biết, thấy không, Singapore gì đó, bình xăng á, thì hay là Trung Quốc gì đó tùm lum á, nói chung là vậy. Thì anh em ví dụ như xe anh em là ví dụ anh em đang chạy chiếc xe rim, thì có thể là anh em chọn một cái bình xăng thì anh em biết là rim Trung Quốc hoặc là rim Thái á, thì là bình xăng là 100, bình xăng 100 phân khối là nòng 97. Thì anh em có thể là chọn bình xăng thì anh em mua ví dụ như rim Thái thì mắc quá, anh em bị hư bình xăng này, chảy xăng là một thời gian nó hao mòn cơ khí thì không thể sửa được nữa đó, thì anh em có thể chọn bình xăng của quay RS Nhật, quay RS, quay bụng, quay quay S nữa, RS 100 thì nó đúng phân khối. Thì anh em có thể là chọn bình xăng của quay quay Thái 110 hoặc là Senta 110, thì lúc đó là anh em hay là Senta 100 cho riêng. Ví dụ anh em mà muốn lên là cái bình 110 thì anh em vô thì anh em kiểm tra lại màu buri, xe chạy có hợp không, có gỉ máy không, có bị hụt ga đầu hay là ga cuối, có bị níu xe lại hay không, tiếng bô nó có bị níu ỉa chải bẹt 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 không, ỉa chải bẹt bẹt mà nhìn ra sao mà khói đen không, anh em rò tại chỗ á, thì nhìn sao đít bô á, có nghĩa là bình xăng đó là 100 mà mình gắn bình 110 là dư xăng rồi. Còn nếu mà không lên ga ngọt ngào thì anh em có thể gắn bình xăng đó thì nó bốc hơn, như vậy. Thì đó đó thì nói chung là nó xê xích với nhau á, anh em gắn một bình xăng nó xê xích với nhau phân khối là cỡ là 15 đến 20 thôi, thí dụ như là riêng 110 đến 25 thôi. Thì ví dụ rim 100 thì anh em có thể gắn bình future nail, nếu mà anh em mà bình future nail là 125 rồi thì anh em phải canh chỉnh lại gích lơ ha, canh chỉnh lại ống sáo gích lơ. Cái chuyện đó là mà mình thì không có làm canh chỉnh nó nhiều lắm, thì cái chuyện xảy ra dĩ lỡ là anh em mà gắn rồi mà mình làm máy đồ thì mình có thể chỉnh, còn mà anh em kêu mình chỉnh thì mình đưa bình xăng lại cho mình chỉnh thì mình làm biếng lắm anh em, mình cũng không có đủ trình để làm hết được cái đó. Nhưng mà chỉ nói đại khái để anh em hiểu, mình nói đại khái để anh em hiểu để mà anh em có thể là chọn cái bình xăng cho đúng, và những cái mà qua những cái kiến thức tích lũy được, mà kinh nghiệm tích lũy được từ cái chỗ mà mình sửa cho khách thì mình chia sẻ với anh em thôi đó. Thì thí dụ như 100 thì anh em có thể là gắn cái bình của thằng 90 vô, thì 90 á thì nó yếu công suất hơn 100 thì anh em phải là gích lơ nó phải lớn hơn, thì anh em phải mua được những cái gích lơ số là ví dụ như là dù rim đi là số là 75 là gích lơ chính, thì ví dụ như là thiếu xăng thì anh em lên ví dụ như 75, 76, 77, 78, 79, 80 gì đó, ví dụ vậy. Thì anh em lên số ví dụ như bị hụt mà thiếu xăng thì anh em lên gích lơ, còn mà bị hụt mà do dư xăng thì anh em xuống gích lơ, chính. Thì cái ga cuối nó hụt đó là do cái gích lơ chính hết nha anh em, đó là do bình xăng.
Thì hôm qua mình có sửa một chiếc quay thái. Chiếc quay thái thì nói chung là mình gắn thử bình xăng của quay RS Nhật 100, bình xăng quay bụng á. Thì bình xăng đó là có van gió phụ rồi, thì mình gắn vô thì bị hợp ga anh em. Sau khi bị hợp ga đó, gạch ga mà nó đổ bọc 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 ngược cái lên bô e đó, thì mình kéo e lên, mình kéo hết e lên cái le, ngoài Bắc gọi là le gió đó, mình kéo le gió lên thì nó chạy ngọt lại. Nó chạy ngọt lại chứ không phải mình bỏ đường cho nó chạy ngọt nha. Rồi nhiều khi xe chạy không ngọt cái kêu bỏ đường cho cái chạy ngọt liền đó. Thì nó lên được hết ga. Thì sau khi mà gích lơ đó làm như là nó cũng không có lớn hơn rim quay, làm như là 75, thì mình lên cái gích lơ 78, lên cái gích lơ 78 là bằng phi chà neo á, cái gích lơ bằng phi chà neo á, thì xe chạy ngọt ngào từ ga đầu, ga giữa, ga cuối luôn. Cái đó là mình chia sẻ cho anh em như thế ha, gắn bình 100, quay 110, gắn bình 100. Còn quay bụng 100 á, mà anh em đưa, mình đã thử rồi, mình đã gắn rồi cho khách à, thì quay bụng 100, quay bụng với quay A, quay bụng, quay F 100, quay RS X 100 vậy đó. Thì anh em gắn bình quay 110 vô thì anh em khỏi chỉnh kích lơ, chạy không hợp nha anh em. Chạy không hợp, ngọt ngào, ăn xăng hơn một chút nhưng mà ngọt ngào. Và bình Nhật cũng rất là dễ chịu. Đó. Còn bình phi chờ neo á, anh em muốn gắn cho quay alpha đồ á, thì anh em để nguyên kích lơ cũng được, thì nó hơi hao xăng. Anh em có thể là đổi cho mình là cái quay bụng đó, anh em đổi cho mình thì cái kim anh em khỏi đổi, anh em đổi cho mình là cái ống sáo, là cái cờ đó, gọi là cái cờ ống sáo chính, rồi với lại nguyên cái dàn kích lơ giống sáo chính của thằng quay qua quay 100 qua bình xăng phi chà neo, là anh em gắn được cho bình phi chà neo cho quay 100, quay 100 RS thì cái co nó cũng xéo xéo qua một bên thì cũng rất là dễ gắn. Đó thì cái đó là anh em phải đổi, làm như đổi co bô e, co nó hơi nhỏ hơn chút đó. Thì tùy theo cái công suất của bình xăng à, mình đã cũng đã từng ẹt 135, mình lên nòng 150 của ẹt 150, lên lò xo đầu với lại cam, thì mình cũng đã từng gắn bình xăng ga trụ rồi cho chiếc ẹt 150 thì chạy buri màu gạch cua luôn, nhưng mà lại thiếu gió. Ví dụ như cái bình xăng của anh em á, anh em gắn bình xăng lớn quá, anh em nhớ nha, anh em gắn cái bình xăng anh em gắn lớn quá không ngon đâu. Bình mã lai dẹp gì, bình bông mai gì, nhiều khi anh em gắn vô rim quay anh em nói chạy không hợp đâu. Mình thấy chiếc nào cũng hợp hết, trừ khi anh em sổ trái rồi 54, 57 rồi nó mới không hợp, với lại canh đồ dữ dội lắm mới được, nhưng mà bình Nhật luôn á. Thì ví dụ như là anh em là đi trái 54 rồi, nói chung là mình có biện pháp. Ví dụ anh em mà đi trái vậy mình nói thẳng luôn, anh mấy anh em mà độ xe mấy anh em đừng có giận mình nha, mình không có nói đến những chiếc mà winner ẹt mà bô xăng lửa. Có nhiều anh em độ xe bắt đầu cái là độ trái này trái nọ, nhưng mà nói thiệt anh em á, tiền anh em dốc vô nhưng mà độ mấy chiếc Trung Quốc chạy chơi thôi, cho nên là anh em mà vô bình bông mai Nhật độ rất là mắc, thì anh em độ mấy trái đó nói chung là máy nó không êm đâu, cho nên là cũng vừa với túi tiền, cho nên là mình đi cái bình xăng nào mà vừa công suất thôi. Ví dụ anh em độ lên trái đó mình đi cái bình 125 thôi, nhưng mà những cái bình mà trụ ga đồ nó cao đồ thì chạy không hợp là được rồi. Nói chung là biết chọn cái bình xăng là được, anh em đừng có chọn cái phân khối nó cao quá. Anh em lên 125 mà anh em gắn cái bình 175 hay bình 250 sao chạy được. Rồi vừa ví dụ 250 thì có thể gắn bình 260, 275 gì không, còn hay là 250 cái mà mình gắn cái mình nhỏ thì mình thêm ít lơ, ví dụ như 175 thì mình phải thêm ít lơ lên đó, đâu cần thiết là phải gắn đâu. Thì bữa mình cũng xuống mình xăng con cho xe Bridgestone á, chiếc chiếc Bridgestone 125 đúng không, chiếc Bridgestone 125 thì mình có nghe trên những cái YouTube đồ những anh mà chuyên làm Bridgestone, chuyên chơi những cái dòng Bridgestone mà Classic rồi cái gì cà phê gì đó. Thì mình cũng quan tâm đến cái vấn đề mà cái kiểu xe đó, thì giờ muốn xuống mình xăng con mình lưu ý đến động cơ thôi à, xuống mình xăng con bây giờ xe này là 125 à, nhưng mà máy đứng đồ cái công suất nó phải hơn là fuel channel rồi đó, tuy là 125 hết nhưng mà là khác nhau nha anh em. Thí dụ mình thí dụ cho anh em nghe thôi, fuel channel 125 ha, fuel channel 125, nhưng anh em lấy kim phun của Ablet 2009 anh em gắn vô vừa y luôn, nhưng mà anh em chạy bốc hơn. Đó là chia sẻ với anh em thôi ha, nhưng mà
Kim Future 125 anh em đưa qua cái kim phun của Emblem 110 2009 2010 anh em chạy yếu liền mà không hao xăng bao nhiêu, không tốn xăng bao nhiêu. Anh em cứ cho nó ăn xăng mướt thì chứ anh em đừng có nghĩ phun xăng đấy, ăn xăng nó mướt lên thì xe nó mới chạy ngon được. Bây giờ là ví dụ 70 80 cây/lít mà với lại 50 60 cây/lít nhưng mà anh em chạy chiếc xe anh em cảm giác như là nồi rồi nó bắt ngon rồi hả, cái trớn xe nó đi ngon mạnh là ok, chứ anh em đừng có, nó tiết kiệm xăng liền là nó tốt cho môi trường thôi, chứ nói chung là anh em mình không có đi ngược thời đại. Thì chiếc xe của anh em mà chiếc xe 100 125 phân khối á, bèo lắm, anh em phải là 60 65 cây một lít là cái là lý tưởng lắm rồi. Còn anh em chạy mà như phun xăng thì nó không, nó đốt hết nhiên liệu thiệt, nhưng mà nó cái xe anh em chạy đó rất là khó chịu ở ga đầu rồi, nhiều khi nó giật giật đầu luôn, cũng do là xăng nó thiếu nữa đó anh em, chứ không phải là do cái nồi không đâu nha anh em, do xăng là do bô ém rồi một phần nữa nha anh em, rồi do tỷ số nén nữa nó cũng bị rung đầu nó, chứ cái đổ thừa cái nồi không, nhiều khi làm nồi xong đổ thừa làm thấy bà thấy cố vớt chuông người hạ thai thai nồi nó cũng bị do xe lậu bị hao mòn cơ khí, đóng khói trên đầu bít tông rồi tá lả xì quèo, chứ không phải là một cái thôi nè. Đó thì lúc mà mình làm chiếc Riton xong á thì cái anh đó là anh cũng gần ở nhà bè, anh đâu bên Hiệp Phước á, thì mấy ngày sau thì nó có chạy cái ống xăng mà từ cái bơm xăng xuống, thì bữa đệ tử mình cũng quên bịch nhưng mà nó chạy ít, thì mình anh đó lại cho mình gắn lại, thì anh nói là trời sáng đề một phát màu nổ anh ơi, anh để 2 ngày luôn đề một phát màu nổ mà chạy xe chạy là từ ga đầu đến ga cuối không hợp. Đó là mình nói gì, mình chọn đúng bình xăng xe đó 125 thì mình chọn bình xăng 125 thôi, hoặc là mình có thể chiếc xe đó 125 mình có thể là gắn bình xăng ẹt 135 ga dù hoặc là ga gì đó thì nó hơn nhau một 10 thôi, 125 với 135. Cho nên em gắn một bình 150 là anh em phải chỉnh kích lơ lại, chỉnh ống sáo cờ kim xăng rồi rất là cực. Đó, thì mình nói sơ cho anh em biết. Đó. Rồi anh em khi mà anh em chạy anh em biết phải xe đó là xe đó nhà sản xuất nó chế tạo ra để tiết kiệm xăng để chạy chớn hay là như thế nào. Chứ mà cùng một phân khối nhưng mà đều là 124 cm khối hết, nhưng mà mỗi xe nó mỗi khác nhau nha anh em. Thí dụ như là mình thí dụ thôi, cái bình xăng rồi cái họng xăng cái đót xăng rồi nó cũng rất là ảnh hưởng tới bình xăng. Đó, cái họng xăng của quay S 110 á, quay S 110 đầu bò vuông á, RS 110 á, nó lớn hơn cái họng boe đó, họng vô boe đó, cái cổ xăng á, nó còn lớn hơn cái bình xăng Future Neo nữa. Ha. Nhưng mà rồi cái Gitler của nó rất là lớn, Gitler xăng của nó là 90 trong khi Future Neo có 78 này. Mà anh em thấy Future Neo cũng chạy ầm ầm. Đó. Lý do cái bình xăng họng xăng lớn hơn rồi Gitler lớn hơn luôn. Mà hai thằng đó. Nhưng mà thằng quay S 110 nó sẽ đề ba lực hơn, cái moment nó sẽ cao hơn đó anh em. Đó, thì mình chỉ so sánh sơ thôi. Như Future 125. Future 125 thì cái bình xăng Future 125 á, Future mà bụng bự á, mà xài bình xăng con á, cái gích lên nó tới 92 lần anh em, còn lớn hơn quay S110. Thì qua đây thì cái đó là do những cái đường gió trong bình xăng nữa. Thì qua đây á, là mình muốn kết lại cái bài này là anh em chọn cái bình xăng á, cái chiếc xe anh em mà là chọn khác đời khác phân khối á thì anh em lưu ý, hay là chọn cùng phân khối anh em lưu ý đến gích lơ rồi mình chọn cái bình xăng á, nó đừng có cao hơn cái bình xăng ở trong xe riêng của mình đang chạy quá hoặc là thấp hơn quá. Ví dụ như là xe anh em đang chạy bình xăng 125 mà anh em đưa đem bình xăng 70 vô sau chạy. Đó, 125 thì anh em có thể là lấy 110 thôi. Đó hay là bình của 113, 115 thôi hay là 133, 135 thôi. Thì anh em có thể canh được, còn anh em mà chọn xa quá sao canh được. Đó. Đúng không? Thì qua clip này thì mình muốn nhắn nhủ với anh em như vậy, thì anh em thấy đúng thì anh em cái này là cũng mà là một cái số tích lũy kinh nghiệm nhỏ, thì anh em muốn làm cái clip gì thì anh em có thể là anh em có thắc mắc gì mà mình thấy là nằm ở trong cái tầm kiểm soát của mình, nằm trong tầm là không có đập đổ chén cơm ở những cái thợ khác, à, tại vì mình làm ở đây mình chia sẻ ở đây thì không sao, nhưng mà có những cái thợ á người ta đó là cái một cái bí quyết, một cái nghề nghiệp của người ta cần câu cơm của người ta, à, mình nói thẳng luôn thì mình thấy trong cái khả năng, à,
cái này là có thể chỉ chia sẻ cho anh em để anh em có thể là ừ giờ tôi làm không được nhưng mà tôi biết bình xe tôi như vậy là làm cho thợ coi à, xe tôi bị bình xăng hay là xe tôi bị cái dàn lửa hay là bị cái bơm xăng cái kim phun gì đó thì anh em có thể sửa thôi đó, chứ mình không có mà lên đời ai hết, cũng là không có phốt ai hết. Rồi xin chào anh em à, anh em thấy hay thì để lại bình luận, có thể đăng ký kênh của mình để cho mình có động lực để mình chia sẻ với anh em. Xin chào anh em.